Em cứ nói. Dạ thì em không biết, con không biết nói chuyện gì với ba mẹ, với con xin lỗi. Con thiếu kinh nghiệm sống nhiều. Con xin lỗi ba với mẹ. Chồng tiếp lời đi. Con cũng biết là giữa mẹ và vợ con có nhiều cái hiểu lầm, nhưng qua chương trình này con cũng muốn hai người hãy cởi bỏ cái nút thắt cho trong lòng và hãy mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai bạn. Rồi xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Thành Tân, đến từ Tiền Giang, hiện tại sống tại quận 11. Tân đang nhiêu tuổi? Năm nay 29. 29. Còn em? Dạ em tên Cẩm Vân. Quê em thì ở Kiên Giang, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở quận 11. Em 28 tuổi. 28 tuổi. Dạ. Hai em là quen nhau trong một trường hợp nào? Hai vợ chồng em quen nhau cách đây 11 năm. Trời ơi. Là chắc lẽ là mối tình thanh mai trúc mã phải không? Chưa gọi là thanh mai trúc mã đâu. Lúc em đó đi học ở thành phố. Và hai bạn gặp nhau ở đâu? Gặp tình cờ trên mạng. Đến 2009 thì mới gặp mặt nhau tại Kiên Giang. Các bạn lúc đó là có biết mặt nhau qua hình ảnh, qua avatar rồi? Dạ có, chat webcam thì có thấy mặt. Nhưng mà trong webcam thì cũng khác ở ngoài nhiều. Ở trong webcam thì chồng em baby dễ thương lắm, mà ở ngoài nhìn mặt thấy ghét à. Lúc mà gặp là như thế nào em? Anh này ấn tượng đầu tiên là không có ưa. Tại vì gặp phụ nữ mà nói chuyện thì cái mặt cứ nghênh vậy nè. Kênh kênh. Dạ 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 đúng rồi. Không có nói chuyện. Toàn là bữa là như là em nói không à. Lúc đó là Cẩm Vân lên Sài Gòn chưa? Dạ chưa anh, em vẫn còn ở Kiên Giang. Dạ. Khi anh ấy ngỏ lời với em mà nói như lời của em đó, là lúc đó là nói qua mạng hay là anh ấy đi xuống Kiên Giang? Lúc đó thì bị thất tình á anh, nhậu xỉn về cái lấy điện thoại nhắn tin cho em hỏi là gì em có yêu anh không này kia. Rồi lúc đó thì em cũng đang đi uống cà phê với trai nữa, cái em thấy em thấy ông này ông nhắn em bực bội quá đi, cái nhắn yêu đại cho rồi đi cho ông nghỉ nói. Tại lúc đó mình cũng đang uống đi chơi với mối mà. Dạ. Thì anh sau tin nhắn đó thì hắn rủ mình lên Sài Gòn. Rồi tại em hay bị đau dạ dày, cái kêu em là thôi đi lên Sài Gòn khám bệnh đi. Rồi em mới lên. Tụi em quen nhau là từ đợt đó. Chính thức luôn. Và quen nhau là ngỏ lời yêu thương và tỏ tình là ở trong cái phòng khám hay là? Dạ trong khách sạn. Là sao? Là em lên Sài Gòn khám bệnh thì em ở khách sạn. Sạn luôn. Dạ. Em xem trong đầu em nghĩ cái gì đó đi. Cái gì không được, tỏ tình đâu, tỏ tình cái mộ, cái khách sạn, cái nơi để ở mà. Ủa? Nhưng mà sao biết được, sợ tỏ tình khách sạn. Người ta nhà người ta ở dưới tỉnh, ta lên Sài Gòn ta phải mướn khách sạn ở. Còn nhà mình ở Sài Gòn á, mình đi khách sạn mới có vấn đề. Ai cũng như chú à. Rồi kể từ đó thì là em có thường xuyên lên đây chữa dạ dày không? Dạ chỉ có đi lần đó thôi anh, không có lên chữa dạ dày nữa mà lên. Ủa chơi rồi. Thôi cái tần suất mà lên chơi á là một tuần một lần, tháng lần là ở lần. Mấy ngày lần ở 20 ngày không? Dạ ở 2 ngày cuối tuần thôi anh. Vậy á, rồi ở đâu, ở khách sạn hay? Dạ vẫn ở khách sạn. Mướn phòng mấy giường? Dạ một giường, nhưng ở mà họ không có làm gì hết. Đó tôi chưa hỏi chứ mà anh ghê quá, nhưng mà anh tò mò tập mạch người ta cứ nói liền cho khỏi hỏi. Rồi tụi em chấp nhận yêu xa vậy là trong bao lâu? Dạ hai năm, đến năm 2014 thì em mới lên Sài Gòn. À là em lên Sài Gòn đi làm luôn á? Dạ lúc đầu thì em lên ôn luyện thi thạc sĩ. Anh này ảnh trông cho em rớt lắm, tại vì ổng kêu học nhiều hơn ổng làm gì trông em rớt lắm. Cứ dụ em đi chơi biết mà rút buồn rớt thiệt. Cái ông đọt em đi chùa hầu rớt. Lúc mà em rớt em có giận anh không? Dạ không, tại vì em cũng mê chơi quá. Cũng thông đồng cho rớt cho rồi. Rồi tụi em yêu nhau bao lâu thì đến cưới? Dạ tụi em đến tháng 8 năm 2014 thì gia đình hai bên gặp mặt. Thì đến tháng 9 thì tụi em đi đăng ký kết hôn. Trước khi cưới thì có những cái khó khăn gì không á? Rước dâu á chị. Là đi rước dâu thì bên nhà chồng em không có muốn là đi rước dâu. Còn em thì em không chịu, em nói là đám cưới thì phải đi rước dâu. Em trong này mâu thuẫn nhau, cãi nhau, cái em đòi quỷ hôn, em không chịu cưới nữa. Thực ra nếu mà em giận thì mẹ chồng cũng khó xử đúng không? Dạ. Nhưng thời điểm đó thì làm cho mẹ cũng buồn. Nhưng mà cũng vì thương con thì thôi ráng chịu đựng. Rồi nhưng mà cũng có đôi lúc rầy hai đứa con em. Rồi thì lúc em giải thích này nọ rồi cũng chiều lòng. Nhưng mà em tới cái thời điểm này rồi á, giữa mẹ với lại em á, là đã hiểu nhau hết chưa?
Thật ra em nghĩ thì cũng không hiểu nhau đâu hai mẹ con, không người nào hiểu người nào hết á. Do là lúc đó em buồn với cái lúc mà đám cưới của em á, thì khi cái vụ mà không rước dâu á, thì lúc mà đẩy bên nhà gái thì lúc đầu mẹ chồng em nói là ba mẹ chồng sẽ không có xuống tham dự. Em mới nói với chồng em là nói sao kỳ, sao đãi tiệc bên nhà hàng mà ba mẹ chồng không tham dự mà chỉ để chồng đi. Thì em lúc đó em buồn, thì anh này ảnh không biết anh về anh nói làm sao, mà cuối cùng thì hai ông bà cũng chịu đi xuống tham dự lễ nhà hàng, nhưng mà không, em thấy thì không có vui. Thì cũng từ lúc đó mà em buồn tới giờ. Vậy từ ngày tụi em mà lên Sài Gòn vậy, mẹ đã bao giờ đến thăm tụi em chưa? Cũng có nhiều lần chứ, cũng cứ thỉnh thoảng lên, rồi sau đó là hai vợ chồng em sinh em bé thì cũng lên thường xuyên để phụ chăm em bé. Vậy mà cũng không hiểu nhau luôn? Cũng vẫn chưa hiểu luôn, vẫn không có nhiều cái thời gian để trò chuyện cùng nhau. Em cảm thấy em đang khó xử trong lòng thì, em cũng có chút rất cũng có cái khó xử và giữa tình cảm giữa hai người chưa có được hòa thuận và vui vẻ. Nó bắt đầu từ cái thời điểm nào? Thời điểm em bé em có nhiều cái vấn đề về bệnh, rồi phải vợ phải đẻ mổ, bé phải nằm trong lồng kính 16 ngày. Thì thời điểm đó vợ em có nhiều cái chuyện buồn á. Khi mà về nhà thì có giữa một cái chuyện xích mích, nó hiểu lầm giữa mẹ và vợ nên hai người rất là căng thẳng với nhau. Tới bây giờ luôn. Thời điểm đó cũng xảy ra cũng lâu, rồi em cũng có giải thích giữa hai bên, nhưng mà giữa hai mẹ con chưa có thời gian để mà nói chuyện với nhau, hiểu rõ nhau hơn. Tự nhiên nghe chồng em á nói chuyện á, tự nhiên thấy tội nghiệp. Tại vì thực ra cái người mà tội nghiệp nhất vẫn là cái người này, người con và người chồng. Đó, thực sự là như vậy. Chị muốn nói với em á là cái người cha người mẹ của chồng hay là của mình cũng đều như nhau hết. Khi mình đã lấy chồng, có nghĩa là mình đã xác định cuộc đời mình gắn với con người này suốt cuộc đời, thì lẽ dĩ nhiên là cái người đầu tiên mình phải mang ơn là bố mẹ của con người này, đã sanh ra ảnh để mà ảnh gắn kết với cuộc đời của mình. Cho nên theo chị, cho dù là mẹ có lỗi hoàn toàn, bố có lỗi hoàn toàn, nhưng nếu là chị, không bao giờ chị chấp nhận chuyện đó. Tại vì sao? Chị là con, hiểu không? Cho nên là theo chị thì em mở lòng ra. Con người ai cũng sai lầm hết. Người lớn tuổi sai lầm theo kiểu lớn tuổi, mà trẻ con sai lầm theo kiểu trẻ con, đúng không? Thì tại sao mình cứ giữ? Chị biết em khổ, em không sung sướng đâu. Em buồn, em khổ lắm. Tại sao mình lại phải mang cái khổ đó trong lòng? Mình khổ, chồng mình khổ, rồi mẹ, cha mẹ chồng mình cũng khổ, mà nhiều khi cha mẹ ruột mình cũng khổ luôn. Chi cho nó mệt mỏi vậy, đúng không cưng? Mà cuộc đời nó quá mong manh, nay gặp vậy mai không biết còn gặp không nữa. Cho nên là theo chị thì sau cái buổi ngày hôm nay em phải bỏ hết tất cả những cái buồn. Tại vì chị tưởng là bố mẹ chồng không đến dự luôn, chứ còn nếu đã đến dự rồi thì trời ơi, cái chuyện đó là phải xóa ngay lập tức. Em hiểu không? Chồng em sẽ vui, chị sẽ khỏe trong người, gia đình hạnh phúc hơn nhiều. Còn với vợ em biết tại sao không? Cái thời điểm người phụ nữ khi mà vừa mới sanh xong, trời ơi, dễ bị trầm cảm nè, nó đổi máu á, có người tâm tính nó bất thường kỳ cục lắm. Cho nên là lúc đó vợ em rất dễ bị nhạy cảm á, bị tủi thân rồi bị đủ thứ đó. Đó, bây giờ theo chị nha, ngay lập tức bây giờ em xả hết tất cả những cái đó cho chị. Nó tốt cho tất cả mọi bề luôn á, bên chồng, bên vợ, bên ông bà nội, ông bà ngoại, rồi con của mình nữa. Ha cưng ha. Dạ. Bỏ đi. Mà chị muốn gì nè, em nói với mẹ đi. Vân nghĩ là nếu mà anh chị có ngồi xem chương trình này, cái số này, anh chị nghe cái tâm sự của con dâu mình để hiểu hơn là con của mình cũng đã rất là đau khổ trong một cái thời gian, không phải là sung sướng gì đâu. Những cái buồn mà giữ trong lòng không có nói ra đó. Em cứ nói. Dạ thì em không biết, con cũng không biết nói gì nhiều với ba mẹ, với con xin lỗi. Con thiếu kinh nghiệm sống nhiều. Con xin lỗi tại với mẹ. Chồng tiếp lời đi. Con cũng biết là giữa anh mẹ và vợ con có nhiều cái hiểu lầm, nhưng qua cái chương trình này con cũng muốn con hai người hãy cởi bỏ cái nút thắt cho trong lòng, và hãy cho tình cảm yêu thương cho mình nó chân tình hơn. Thôi bây giờ thì mình sẽ, coi như ngoại lệ ngày hôm nay là mình có thể dừng ở đây cho cái câu chuyện nó đẹp. Nhưng mà đẹp hơn nữa thì có lẽ là chồng đỡ vợ đó, để cho vợ vững vàng lên. Thì chắc chắn là sau cái số này thứ sẽ suôn sẻ hết. Nào, ôm vợ cái thật chặt, hôn vợ thật chặt.
Trời ơi. Và bây giờ mời quý vị khán giả, chúng ta hãy tiếp tục dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Em chào chị Uyên Vân, em chào anh Thuận. Mà hai em giới thiệu về mình. Em tên là Lê Hải Đăng, năm nay 35 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty về cửa đồng. Còn em? Dạ em tên là Diễm Phúc, em 27 tuổi, em quê Hậu Giang. Dạ. Còn em quê đâu? Dạ em quê Hà Nội anh ạ. Hà Nội. Dạ. Diễm Phúc là làm nghề gì? Em làm thợ ở tiệm tóc. Hai em lấy nhau lâu chưa? Hiện tại như bây giờ bọn em lấy nhau đến đấy thì bây giờ là được 2 năm gần 6 tháng rồi. 2 tháng rưỡi rồi. Gần 6 tháng. Đó. Dạ. Rồi, chuyện tình của hai em bắt đầu như thế nào? Tại vì lúc bấy giờ là vợ em đi ra ngoài Hà Nội là học bên Học viện Học cổ truyền dân tộc ngoài Hà Nội á. Tính là theo nghiệp của cha. Cha là thầy thuốc nam. Em thì lúc bấy giờ cũng đi tìm hiểu một cái dự án về bệnh, để giải quyết về vấn đề bệnh tật ấy, để về em chữa bệnh cho mẹ. Thì lúc bấy giờ em mới gặp vợ em. Wow. Dạ. Ấn tượng đầu tiên của em khi mà nhìn thấy chàng trai này như thế nào? Thật ra lúc đó em cũng chưa có ấn tượng gì. Em đi cùng với nhiều người đó, tại vì có một mình em là người miền Nam ở đó thôi, thì mọi người mới nói là muốn nghe em hát thử. Thì lúc đó là anh mới thấy em, chứ còn em cũng chưa có biết gì hết anh nữa. Ủa hát hay không? Dạ hát rất hay anh ạ. Hát giọng miền Tây, tại vì em người miền Bắc. Gần như là mình chỉ được nghe giọng hát của người miền Tây qua YouTube thôi. Chứ chưa bao giờ được nghe thực tế. Đó là cái ấn tượng đầu tiên, em bắt đầu em chú ý từ thời điểm đấy. Giống như mình đang đơn phương vậy. Nhưng mà lúc đó em có biết là bạn chồng lúc đó là đang bị thôi miên không? Dạ không, lúc đó ảnh nhìn kiểu như công tử bột lắm, nhìn nó hơi quê quê, không biết cách ăn mặc. Thì hôm đó ảnh mới sắm một bộ đồ mới, vest mới. Thì ảnh có dẫn một cô bạn gái tóc ngắn vậy nè đi theo cũng xinh xinh. Thế là lúc đó em mới nhìn thấy, là em mới để ý, em cũng không nói gì hết. Cái tới tuần sau cũng gặp nhau nữa, cũng ngồi với nhau nữa. Thì lúc đó là em mới hỏi là ủa sao hôm nay anh không dẫn người yêu anh theo. Anh mới nói anh đâu có người yêu đâu, bạn bình thường thôi. Cái em nói xạo quá, bạn bình thường mà dẫn theo con mình cô. Cái chị ngồi bên cạnh chị mới nói là ở đây nhóc hết trơn người đẹp mà không yêu, đi yêu ai không à. Lúc đó em nghĩ là em trêu ảnh thôi. Em mới nói chứ em ngồi ở đây mà không yêu đi tìm ai đâu không à. Xong cái tự nhiên ảnh quay cái ảnh nói thiệt không? Thiệt hả? Thế là xong cái về cái xin số điện thoại em, xong cái tối nhắn tin cho em chứ tình yêu đang làm gì vậy? Giống kiểu như là mình được bật đèn xanh á chị, là mình tới luôn. Rồi sau đó? Sau đó một thời gian nữa thì cỡ hơn một tháng đó, không biết em suy nghĩ sao lúc đó đó. Em buồn, em chán, cái em mới nói hay là giờ hai đứa mình đăng ký kết hôn đi. Xong rồi chuyện gì từ từ tính. Lúc đó đã yêu nhau chưa? Dạ chưa. Chưa mà đòi đăng ký kết hôn luôn. Dạ. Thôi, em hiền quá. Không phải, tại vì em thấy ảnh hiền á. Với lại lúc đó em cũng đang buồn về chuyện tình cảm của em đó. Em thấy tình duyên của mình lận đận quá đi. Rồi cái em thấy ảnh hiền, em nghĩ là thôi ảnh hiền sau này dù gì cũng dễ dạy. Em nghe cái lời đề nghị là đi đăng ký kết hôn thì cảm giác em sao? Trong cái tâm lý của em lúc bấy giờ thì vui thì rất vui. Tuy nhiên là có một cái chuyện em cũng phải nói trước với cả vợ em lúc bấy giờ. Có nghĩa là nếu như em mà đồng ý quen anh á thì em sẽ rất là khổ. Tại vì em rất đào hoa, bạn gái thì theo rất nhiều, nhưng cái quan trọng là em không theo bất cứ một bạn nào hết. Em chỉ theo đúng trái tim và lý trí của mình thôi. Thì bạn này bạn nói là không sao hết, em chịu được. Tụi em có thực hiện cái việc đó không? Bọn em thực hiện ngay trong 3 tháng, sau 3 tháng. Gia đình có biết không? Dạ, là lúc đầu thì vợ chồng em có ý định là giấu. Nhưng mình càng muốn... Giấu? Dạ, mình càng muốn giấu ấy, thì nó lại càng lộ ra. Cho nên là mình không thể nào mà mình giữ kín chuyện đấy được nữa. Thế bọn em mới quyết định là bọn em nói thật với gia đình về chuyện tình cảm như vậy. Nhưng vợ em thì nói chuyện với cả gia đình bên nhà là vợ em có bầu rồi, cho nên là bây giờ phải cưới, cho nên là đăng ký kết hôn trước. Trời ơi. Trước khi cưới á thì có cái sự quyết định nào của em mà khiến cho vợ em không biết mà vợ em sốc? Em có giấu vợ em điều gì? Giấu vợ em điều gì? Có một vấn đề, có giấu một chuyện.
Đó là gia đình nhà em quyết định là sau quyết định cho em á là đi nước ngoài, đi Mỹ. Ở cùng với gia đình ở bên đó. Nhưng em giấu vợ em. Tại rồi vì khi mà em biết được cái chuyện đó thì sao? Có một lần á thì tự nhiên mẹ chồng của em mới gọi điện cho em mà cho em hay là phải làm hồ sơ bảo lãnh ảnh á. Thì lúc đó em về em mới tự nhiên cái em bị ức chế, xong rồi cái em quậy anh tơi tả. Em bị sốc hả? Dạ. Tại vì nếu như em muốn đi Mỹ thì thứ nhất là em phải xác nhận độc thân. Và khi mà em đã có vợ rồi mà phải xác nhận độc thân thì đồng nghĩa là hai vợ chồng em phải làm một cái giấy ly dị. Đúng rồi. Dạ, hoặc là một cái giấy hủy hôn. Nhưng với tất cả những gì em đang phấn đấu và công việc của em ở đây thì không có nghĩa lý thì em bỏ hết tất cả để em sang kia em làm lại từ đầu được. Mà làm lại một mình nó rất khó. Nhưng mà mẹ em có buồn không? Đến hiện tại như bây giờ mẹ em biết cái quyết định của em rồi thì mẹ em cũng đỡ buồn nhiều. Như cái thời gian đầu khi mẹ em biết thì mẹ em cũng khá buồn. Thế nhưng mà mẹ em có nghĩ rằng cái đó là quyết định của em, hay là mẹ em nghĩ là do vợ em tác động thì em mới không chịu đi? Cả nhà em, tức là sau khi mẹ em sang bên đấy rồi thì các chị mới nói vào cùng với em, thì mẹ mới biết rằng là cái này không phải là quyết định của vợ em áp đặt lên em để em nói như vậy. Em mà mẹ chồng em có thực sự là không, có nghĩa là bỏ, có nghĩa là xóa bỏ hết tất cả những hiểu lầm không, hay là bây giờ vẫn còn? Dạ cũng không còn nữa, tại vì cũng không có liên lạc thường xuyên đó anh. Thì giờ cuộc sống của vợ chồng em thì vợ chồng em bồi đắp thôi, chứ em cũng không quan tâm nhiều nữa. Khi mà mẹ em biết tin là vợ em đang có em bé được 2 tháng rưỡi rồi á, là mẹ em và gia đình ở bên nhà cũng rất mừng. Thì nhân chương trình này em cũng muốn gửi đến mẹ em một lời. Đó chính là hiện tại như bây giờ á, là cuộc sống của hai vợ chồng con hiện tại bây giờ ở Việt Nam đã rất là ổn định rồi. Cho nên mẹ ở bên đấy cố gắng giữ gìn sức khỏe, hai vợ chồng con ở Việt Nam là tự chăm lo cho nhau được và tự cùng nhau phấn đấu được. Mẹ yên tâm điều đấy. Anh cũng chúc lời. Từ trước tới giờ là em chỉ có muốn nói một câu nhưng mà em chưa nói được. Đó là con chỉ cảm ơn mẹ vì đã sinh ra chồng con thôi. Đúng ra là phải hỏi cái giai đoạn là hai vợ chồng giật mặt nhau đó. Nhưng mà hai vợ chồng này quá đẹp rồi. Cái tình yêu nó đẹp. Vợ chồng em cũng trải qua nhiều biến cố. Cho nên nó đã quá nhiều biến cố và được xóa bỏ. Và thậm chí bây giờ nó rất là hạnh phúc như thế này. Dạ. Thì bây giờ hỏi luôn cái phần gọi là nếu như cho em những cái điều mà gọi là mong muốn chồng mình thay đổi thì em mong muốn đó là những điều gì? Bây giờ anh cũng đã tốt như em muốn rồi. Mà từ trước giờ anh cũng tốt với em, anh cũng chưa làm gì để em phật ý hết. Thì em chỉ muốn là chồng em luôn luôn tốt với em thôi, chứ đừng có thay đổi cái gì nữa hết. Mình muốn đơn giản ghê. Đó là điều mong muốn của tất cả các bà vợ như thế. Dạ. Còn em? Em thì chỉ có một cái mong muốn mà vợ em thay đổi nhẹ một xíu. Đó chính là vợ em có tính rất hay ghen. Bản thân công việc của em thì em đi sớm, em về cũng khá muộn, chứ không phải là khuya. Vợ em mỗi lần về đấy là vợ em là hay bực mình bởi những cái thời gian mà em hay về muộn. Tuy nhiên cái thời gian mà khi mà gần đây vợ em đang có em bé nữa là cái sự ghen đấy còn nặng hơn nữa. Là hay dễ bực tức hơn nữa, là em nhiều khi là cứ hay bị giống như là bị nghe la mắng mà không phải lỗi của mình. Nghe la mắng. Dạ. Ủa em, mà bây giờ cái công việc của chồng em là trước đó em cũng biết rồi mà đúng không? Dạ em biết, nhưng mà nhiều khi em lên cân thất thường chị ơi. Chị thấy vậy nè em. Dạ. Bây giờ tạm thời trong cái thời gian vợ em đang có bầu á. Dạ. Thì chắc có lẽ là theo chị á thì em nên chủ động cái vấn đề thời gian để gần vợ nhiều hơn. Em cứ để vợ em ở nhà một mình hoài cái thời gian rảnh của cổ á, ví dụ 11 tới 12 giờ đêm á, thì chị nghĩ là nó không hay ở cái giai đoạn này. Yeah. Bởi vì cái cá tính của cô này á là cổ sẽ rất dễ đi đến cái việc là cổ bị trầm cảm sau sinh. Em cảm ơn chị Vân. Thì thời gian gần đây là em cũng đã sắp xếp lại cái giờ làm giờ giấc làm việc của mình rồi. Đó. Thì nói chung là em cố gắng em như vậy sắp xếp để mà cái thời gian em chia sẻ với vợ. Em cảm ơn chị. Hai em ha. Dạ. Dạ. Anh chúc cho mẹ trò con vuông. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai đứa. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị. Mà em giới thiệu cho mình. Em tên là Hoài Nghĩa, năm nay em 26 tuổi. Công việc của em hiện giờ là tài xế. Con em? Dạ, tên Diễm Hương, năm nay 25 tuổi. Dạ, quê ở Đồng Tháp.
Dạ, lúc trước thì đi học tốt nhưng mà bây giờ thì về nhà. Hai bạn thì lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Và ai là người chủ động? Dạ, em là người chủ động. Gặp nhau thì ở trên mạng. Nhưng mà hẹn gặp thì lúc ở dòng xe An Lạc. Là lúc đó trở về ra mắt ba mẹ em. Gặp ba mẹ luôn hả? Dạ. Ủa lạ lùng vậy? Nhanh vậy? Dạ. Đợi nhanh vậy. Quen nhau trên xong mà xuất cái gì luôn. Em không biết là dẫn về nhà. Tại vì nói là gì vậy đi chơi thôi. Rồi sau đó về nhà ăn cơm. Hẹn nhau trên mạng bao lâu thì gặp? Khoảng một tuần lễ thì hai đứa nói chuyện qua lại cái. Thì em cũng muốn lấy vợ. Tại em cứ lông bông hoài à, muốn thay đổi cuộc sống. Rồi vợ em thì cũng muốn vậy đó, lấy chồng. Lúc đó cũng muốn tìm hiểu nhau thử rồi, rồi nếu hợp thì lấy nhau. Đó thì cái hôm đó hẹn nhau thứ sáu là trở về nhà em là cho ba mẹ em coi mắt. Mẹ chịu. Cái mẹ về mẹ nói với ba, ba cũng chịu. Cái rồi chủ nhật đi hội cưới luôn. Trời ơi. Trời ơi, ông nói giống như lâu lắm vậy đó, quen trên mạng tới một tuần lễ lần. Nhưng mà bên này thì là đồng ý. Dạ. Và cho tiến hành là cái chuyện là cưới liền. Rồi bên gia đình em có chịu không? Dạ. Rồi sao nữa? Rồi cái mới về lại, rồi cái ba mẹ em mới mời gia đình ba mẹ vợ lên chơi. Rồi mới về lại khoảng 4 tháng mấy. Rồi bây giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ năm mấy rồi. Một năm mấy. Và ở chung với gia đình chồng hả? Ở chung được một tháng mấy thì ra riêng. Anh nghĩ là thì chắc chắn nó phải có chuyện gì. Dạ anh chồng của em thì không có hợp với gia đình của chồng. Cãi nhau tối ngày. Tức là không hợp với gia đình của mình, khắc khẩu với lại cha mẹ anh em luôn. Như vậy là chị có thể hiểu được là bạn chồng là hơi nóng tính đúng không? Dạ. Rồi á, giờ là khi hai đứa tách riêng ra thì cuộc sống nó có hòa bình hơn không? Khủng bố không? Chồng ăn hiếp hả hay sao? Dạ, chồng em tính hay chơi. Đi làm á, có khi nói dối rồi đi chơi. Vậy hả? Dạ. Ủa cái công việc của em là tài xế thì đi suốt mà đúng không? Chỉ chạy bên vật liệu xây dựng á. Đôi khi hết hạn sớm hơn cái giờ về. Thì đó ghé đó đâu đó chơi cà phê hay là chơi game. Mà vợ đẹp thì xong về chơi với vợ, đi chơi với bạn bè làm chi? Son quá mà đúng không? À, chồng em nóng tính. Mẹ thì lúc nữa. Ở với em thì chồng em có bớt nóng tính không? Hay là có khi nào hai vợ chồng gây lộn với nhau suốt ngày? Dạ có, ngày nào cũng gây á. Ngày nào cũng gây chừng nào. Lý do gì? Rồi với một cái người cao to như thế này nóng tính như vậy có bao giờ mà bụp em chưa? Có. Nhưng mà gây về cái vấn đề gì mà bụp? Chuyện nhỏ xíu thôi cũng gây được. Mấy lần? Chỉ có một lần thôi. Là anh nóng rồi anh chửi. Em chịu không nổi. Rồi ra lại nói lại cái bắt đầu im hôn im rồi đánh mày á. Sau rồi cái em nói đánh đi. Cũng xưng mày tao trước không à. Rồi đánh, rồi đập đồ trong nhà hết trơn. Đập hết luôn? Dạ. Em tức quá, chịu hết nổi rồi đánh lại. Hai chồng đánh lộn như nhất vậy đó. Có lần hai vợ chồng nói qua nói lại, cái cãi lộn. Em dặn như em quơ tay qua đó, cái cụ chỏ này trúng đầu. Không, mày đánh tao phải nghĩa. Chụp cái đầu ghi xuống, dứt em liền. Vậy á? Dữ vậy đó hả? Rồi cái em mới lỡ tay, cái em phản ứng, cái em lỡ em chụp lại tính lại hỏi thăm có sao. Lúc đó chạy vô nội mét nội, cái em thấy bà già đi vô mét nội em đi về luôn. Thật có khi nào mà em giận quá rồi em bỏ nhà đi luôn? Tại anh đuổi chứ không rồi. Đuổi hả? Đuổi là sao? Mày ở không được mày đi, mày biến đi, mày biến khỏi nhà tao, nhà phải của mày. Nhà thuê mà. Cũng đâu phải nhà của anh đâu. Rồi lúc đó làm sao? Cái em điện thoại cho mẹ chồng. Mẹ chồng nói ở đó đi, chút mẹ qua mẹ rước. Mẹ chồng qua rước em, cái anh nói bye bye nha. Không gặp lại nha. Cái điện thoại kêu bạn bè lại bài ra nhậu nha. Xong rồi cái về hỏi giờ mày về không? Cái không về, cái em về không. Cái nó không về, tự nhiên anh đuổi em đã vậy, em không về, em ở đây với mẹ. Cái đá cái bình nước cái bên đá bung lên trời, cái anh đi tiếp nữa, anh nhậu tiếp nữa. Xong hỏi cái quay về hỏi em về không nữa. Sau rồi cái đi nhậu tiếp xong rồi họ xỉn quá trời luôn. Về cái quậy với nhà cho mẹ luôn. Qua nhà mẹ quậy tiếp. Dạ. Trời ơi ông thần ơi. Là em cho về, là bắt vợ về cho bằng được thì thôi đó phải không? Dạ. Rồi lúc đó em có về không? Dạ qua ngày sau thì mẹ kêu thôi về đi, về anh nói anh sửa đổi. Rồi còn cái chuyện nào mà nó lớn hơn nữa? Lúc em mang thai em bé sức khỏe em nó không tốt rồi. Bữa đó anh đi chạy xe xong cái cũng có cả nhà đó, cái anh đi nhậu luôn. Cả nhà hết đồ ăn rồi em mệt em đi không được. Anh nói anh giờ về mua đồ ăn cho em với. Anh nói ừ để hỏi anh về. Về xong là xỉn rồi đi đâu có nổi nữa. Rồi cái nói qua nói lại cái lấy tiền cái chạy đi mua bia về. Ngồi đó nhậu chọc tức em. Rồi em sao? Dạ. Rồi em không nói gì.
tại vì anh xỉn nóng lên nó rất là sợ luôn. Sợ là đập đồ này kia rồi anh không có tự bảo vệ được bản thân mình rồi làm ảnh hưởng đến em nữa. Rồi em không nói hết á. Rồi sáng lại anh đi làm anh cũng không thèm nói chuyện với em. Sáng là em với đứa em gái, tại bữa đó em gái lên. Rồi thôi hai đứa chị em dọn đồ về luôn. Về quê? Dạ. Về nhà mẹ quê? Dạ. Rồi sao? Rồi cái em nghe về em cũng hết hồn, em bỏ xe em giục em chạy về. Chạy về thấy khóa cửa hết rồi. Rồi em về nhà gia đình của em. Em ở bao lâu thì hai đứa lại nhập lại? Em ở khoảng tháng mấy á. Ừ. Nhưng mà chồng em xuống á chị. Không có vô gặp gia đình của em mà chỉ là kêu em ra ngoài nói chuyện thôi. Ủa dạ. Sao vậy? Tại vợ em kể cái chuyện xấu này nọ hết cho ba mẹ em mặc cảm, em không dám vô. Mà em thấy cái chuyện đó là chuyện xấu đúng không? Yeah. Rồi sau đó là thì em đi lên. Em đi lên với chồng luôn, thử anh có thay đổi không? Rồi ba mẹ em đồng ý không? Dạ không có nói, em nói gì làm. Em nói đi làm rồi em đi lên đây luôn. Dạ. Như vậy là ba mẹ vẫn còn giận em đúng không? Dạ. Rồi bây giờ bên mẹ của em á thì có giận tụi em không? Cũng có giận, hai đứa cãi lộn nhau có ngày nên hai bên gia đình cũng giận. Giận luôn, coi như là bên nội cũng giận, vợ chồng ở đây bên ngoại cũng giận vợ chồng. Rồi bây giờ vậy đi, con muốn nhân cơ hội này nói một lời gì đó ba mẹ mình với ba mẹ vợ không? Dạ có. Vậy nói đi xong mình nói chuyện tiếp. Dạ nhân dịp chương trình Vợ Chồng Son này con xin lỗi ba mẹ vợ và cả ba mẹ con và cả vợ con. Con hứa sau này chỉ thú làm ăn, không đi chơi hay bớt đánh nóng lại, biết lo lắng cho gia đình hơn. Con xin lỗi ba mẹ hai bên. Ba mẹ của con xin lỗi. Tại vì con chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà con lấy chồng rồi, nhưng mà con không có muốn gian dở. Con muốn thử có một cơ hội nữa, thử coi chồng con có thay đổi được hay không. Không sao, em cứ việc em không cần phải kìm hãm, kìm nén cái gì hết á. Như thế nào là mình cứ nói ra để cho chồng mình hiểu, cho ba mẹ mình hiểu. Đó, nhân cái dịp này em nói hết cho chồng nghe. Em muốn chồng em thay đổi như thế nào? Dạ em muốn chồng bớt em chơi lại, đừng có đi chơi bắn cá nữa. Có nhiều tiền em đi chơi bắn cá hết rồi, ở nhà trọ nhà thuê không có đủ tiền xoay sở cuộc sống của ai đứa. Anh nóng tính lắm, nhậu nhiều lắm. Em mới kêu là thôi đừng có nhậu nữa, cái mà bớt nhiều rồi. Nhưng mà lâu lâu giận lên là cứ đi nhậu vậy. Em sợ chồng nhậu lên á, giống như là không phải là chồng nữa, giống như là một con quái vật kia. Muốn ăn tươi nước sống người khác á, rất là sợ. Lúc tỉnh rượu lúc không có nóng nữa thì là biết là xin lỗi. Rồi bây giờ chồng có muốn nói gì với vợ thì nói đi. Anh biết anh sai rồi. Cho anh một cơ hội để sửa sai đi. Chị nghĩ là như vậy nè. Nghĩa thì không khéo ăn khéo nói đâu. Hồi nãy cái câu mà xin lỗi của Nghĩa, chị nghĩ là từ đáy lòng. Có nghĩa là thật sự là muốn xin lỗi và cũng cảm thấy là những cái gì mà mình đã làm với gia đình nhỏ của mình, với vợ của mình là Nghĩa đã thấy cái sai của Nghĩa rồi. Đúng không em? Dạ. Yeah. Nghĩa thấy rồi đúng không? Ừ. Đó. Và có một điều như vậy nè. Đây là cái người mà gọi là không có giữ cái gì ở trong bụng được. Bực là phải nói. Lên cơn điên là phải bộc lộ ra, giống như là một cái núi lửa vậy đó, là đang nóng đang tức đây. Thì cái gì để mà triệt được cái núi lửa đó là phải là nước. Chứ bây giờ một cái núi lửa mà nó đứng kế một cái núi lửa nhỏ hoặc là một cái bếp nhỏ thôi, nó cũng có thể tạo thành cái hỏa hoạn rất là lớn. Thì ở đây á, con người của Nghĩa thì chị nghĩ là không có giả dối. Chỉ có cái điều là khi mà rượu vô đó thì đúng như là vợ em nói á, em còn là em nữa, em bị nó điều khiển. Yeah. Chính em cũng hiểu được điều đó, đúng không? Thì bây giờ cái tần suất nhậu của em bớt lại. Và em đừng trêu tức vợ em bằng cách là em nhậu nữa. Hiện giờ là Nghĩa có một cái vậy nè, là biết vợ ghét nhất cái gì? Là ghét nhất là mình nhậu, đúng không? Yeah. Chọc tức, tôi biết bà ghét, tôi nhậu cho bà ghét hơn. Anh nói thích chọc cho em bị nổi điên lên. Thì đó, chọc cho bà nổi điên lên. Đó, đó, rồi ha, mà bà chưa hết điên đúng không? Tôi đi mua rượu tiếp, tôi để cho bà điên hơn nữa, đúng không nè? Yeah. Bỏ rồi, từ lúc đó là em bỏ rồi. Thì đó, thứ nhất là Nghĩa đừng có chọc tức vợ em nữa. Giống như là mình nó khôn ngoan, mình đối đáp người ngoài. Yeah. Hiểu không? Cái người mà để mà mình thắng á, là vợ mình, thì mình thắng rồi mình cũng đâu thấy gì là vui vẻ đâu. Yeah. Là mình là người chồng, mình phải nhận thức được cái điều đó. Yeah. Đó là về phía Nghĩa, em bớt nhậu lại nữa. Em luôn luôn trong đầu em phải nhớ nè,
Bây giờ là phải bảo vệ vợ, sau này là phải bảo vệ con. Đúng không? Chị đảm bảo với em, con người này á, mà khi ra đường mà ai mà đụng gì tới em là lấy cả mạng sống của mình ra mà bảo vệ cho vợ đó. Còn về phần mình đã biết cái yếu điểm của chồng mình như vậy rồi á, thì theo chị thôi mình đừng đối kháng nữa. Lúc xỉn rồi mình chăm sóc cho ảnh, mình đừng có gây lại nữa. Cho ngủ đi, ngày mai nó hết rượu tỉnh táo lúc đó mình nói. Ví dụ trước khi mình nói, mình sẽ nói là Nghĩa, em muốn nói chuyện với anh một chút, mà anh hứa với em là anh đừng nóng thì em nói. Còn nếu mà anh nóng lên em ngưng không nói nữa. Và em cứ nhớ từ cái mốc ngày hôm nay, cái lời hứa của Nghĩa với cha mẹ của mình, cha mẹ của Nghĩa, và hứa với bản thân mình á, thì lúc nào mà Nghĩa chuẩn bị lên cơn á, thì á, em nhắc lại, Nghĩa nhớ nha, bữa đó là Nghĩa hứa vậy rồi. Và đây là giống như là mình đã đang ở cái gọi là cái cơ hội cuối cùng để mình tìm lại nhau. Mà nếu mà Nghĩa không có thỏa hiệp với em á, thì coi như tụi mình bó tay. Đúng không? Thì Nghĩa nhớ cái đó nha Nghĩa. Thôi bây giờ dày đi, trước mặt bao nhiêu người nè. Bây giờ em hứa với vợ và hứa với mọi người là không bao giờ động thủ với vợ nữa. Hai đứa đứng lên nắm tay nhau đi. Em cho chồng một cái cơ hội. Chồng xin hứa với vợ không bao giờ động tay động chân với vợ nữa. Sẽ hạn chế nhậu nhẹt lại giữa mình. Sẽ không tập đồ này nọ trong nhà nữa. Ngồi hứa cái với ba mẹ vợ. Nhân dịp chương trình này, con xin hứa với ba mẹ là con sẽ luôn luôn bảo vệ vợ con. Đúng. Con gán lo làm ăn. Rồi, ôm vợ đi, ôm vợ cái nào. Và cái thưa quý vị, người ta hỏi chúng tôi rằng điều đặc biệt nhất của chương trình Vợ Chồng Son đó là cái gì? Không phải là cái chuyện nói xấu nhau đâu, không phải là những chuyện mong muốn thay đổi đâu. Đó là những khoảnh khắc như thế này. Và cái lời hứa này, nó là động lực để cho hai vợ chồng của bạn càng ngày càng hạnh phúc với nhau. Rồi, cảm ơn hai em nha. Xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trình truyền hình chúng ta. Con có căng thẳng không? Dạ, có một chút căng thẳng. Con đừng căng thẳng gì hết trơn, trời, giống như bây giờ con đang tâm sự với cô chú đi. Đúng rồi. Con nói lớn lên. Dạ. Thì cô mới nghe được con nói cái gì nè. Rồi làm lại ha. Dạ. Rồi bây giờ mời con giới thiệu về mình. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và các quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phùng Văn Sô, năm nay 32 tuổi, đến từ tỉnh Đồng Nai. Và đây là vợ của con. Rồi. Sô năm nay nhiêu tuổi? Dạ 32 ạ. Con đang làm gì? Dạ con làm kinh doanh về bất động sản ạ. 32 tuổi mà nhìn giống như cỡ 27 vậy đó. Với lại á, nhìn thấy thằng Sô nó lai lai á chị. Có người nào có là... một nét ấn ha, ấn ấn á. Em thấy nó giống người Nga á chứ. Không, Ấn Độ. Đâu đâu, nhà ba mẹ có lai không? Dạ không, ba mẹ con là người thuần Việt. Nhưng mà Việt. Chắc hồi xưa là bố mẹ ấn nhiều quá, nên giờ nó lai ấn một tí xíu. Ấn nhiều quá là ấn dễ được không? Ôi sao con họ Huỳnh hả? Dạ con họ Phùng ạ. Phùng Văn Xô. Dạ. Phải chú liên tưởng tới Liên Xô không? Dạ. Rồi. Rồi mời con. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Con tên là Trung Thị Minh, 33 tuổi, con ở Biên Hòa Đồng Nai. Dạ, con đang làm gì? Dạ con là buôn bán. Dạ buôn bán, còn anh là về bất động sản. Dạ. Đúng không? Còn con là buôn bán cái gì nè? Dạ con buôn bán đồ ăn vặt á. Đồ ăn vặt. Online hay là trực tiếp? Dạ, ở nhà? Dạ trực tiếp luôn ở nhà. Ở nhà. Dạ. Bán vậy các đó. Loại như thế nào con quảng cáo đi. Dạ con bán bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng có. Dạ. Gì nữa trời ơi. Dạ, không mà bán bánh tráng nướng không mà. Trời lạnh lạnh rồi chị, lạnh lạnh vậy tự nhiên nói chi mà trời ơi. Dạ xỉu luôn á. Rồi nói nghe này, rồi hai chồng lấy nhau bao lâu rồi? Dạ tụi con cưới nhau từ tháng 5 năm 2021. Dạ bữa nay là được, cũng là năm mấy rồi. Dạ năm mấy, gần 2 năm. Dạ gần 2 năm. Rồi có em bé chưa? Dạ tụi con có một bé năm nay được 13 tháng rồi. 13 tháng. Dạ. Cưới nhau được một năm mấy, có em bé được 13 tháng. Dạ, dạ. Vậy là cưới xong cái là dính bầu liền. Dạ giờ con bầu 5 tháng nữa. Ồ, là bé rưỡi. Bé rưỡi. Là hai gái. Dạ. Rồi thôi chúc mừng. Bao nhiêu đó. Nhưng mà nó nghe nào bây giờ quay lại thời gian trước đi. Dạ. Hai đứa coi như là lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Rồi có ấn tượng gì về nhau không?
Dạ, lần đầu tiên tụi con gặp rồi quen biết qua mạng á chú cô. Ừ. Dạ, là qua một cái app luôn. Cái app hẹn hò. Ừ. Dạ, nhưng mà con thì chơi cái app đó thì đâu có nghĩ là sẽ quen và lấy chồng đâu. Ừ. Cái lúc đó là con chỉ là tìm hiểu hiếu kỳ thôi, nên là con mới lên chơi vậy á, chứ con không có nghĩ. Và con vô cái mục á thấy ông này thích con. Cái con nhìn trong hình, trời ơi sao già chát không biết. Mà nhìn già chát ha, tại vì không có ăn ảnh đó cô. Dạ, thấy già chát rồi, xong cái bắt đầu cái con thấy nghĩ là chắc lớn tuổi hơn mình mà thôi. Cái kết bạn đại nói chuyện thấy là vui vẻ, nói chuyện thấy cũng được á. Nhưng mà sao lại là thích ngoài thích bạn này ra thì còn thích mấy cô nào ở trên app? Dạ, trên app á, thực sự ra thì mình lên app mình cũng dùng cái từ của app là match á. Tức là bấm nút thích rất là nhiều, nhưng mà người ta thích lại mình thì không có phải là ai cũng thích lại mình. Mà thời điểm đó thì cũng không có dự định là sẽ lấy vợ gì hết á. Tại vì cũng cứ bấm thích vậy thôi. Sau đó thì hai người có trò chuyện qua lại. Nhưng mà thời điểm đó thì có một khoảng thời gian khoảng chừng một vài tuần, con quyết định là ngưng, không có tiếp tục nói chuyện với cô này, với vợ con nữa. Và nói chung là xóa app luôn. Sao vậy? Tại vì lúc đó không tự nhiên không muốn tiếp tục đi theo những cái app nữa. Tại vì suy nghĩ là app nó không có thật. Thế nó ảo quá đúng không con? Sau đó thì có những lúc buồn cái tự nhiên lại vào rồi lại kết bạn lại, rồi lấy cái số điện thoại của vợ rồi kết bạn Zalo. Sau đó thì hai người nhắn tin qua lại qua Zalo. Thì cái lúc mà ảnh thoát app á, con có suy nghĩ, con dạ có nghĩ rằng là ông này chắc có mối nào ngoài ngon lành hơn không? Con không có nghĩ mối nào, tại con đâu có định quen đâu. Tại vì con nghĩ là quen hoài còn chưa chắc ăn nữa, huống chi quen qua app. Nên mà cái lúc mà tự nhiên anh biến mất vậy thì lúc đó con nghĩ cái gì trong con nghĩ là ủa sao mình nói chuyện mà cũng đâu có làm gì phật lòng người ta đâu, sao tự nhiên quỷ kết bạn mình, cái con cũng khó hiểu. Cái con cũng thấy tiếc á, nhưng mà tại thấy nói chuyện vui á, cái con cũng thấy tiếc, nhưng mà con nghĩ ôi giờ người ta không muốn kết bạn mình thì thôi chứ biết sao giờ. Cái thôi chịu thôi cô. Cái xong cái thời gian sau này con thấy kết bạn Zalo mà đổi hình đại diện đó cô, cái con thấy lạ quá, con đâu nhận ra đâu. Cái nhắn tin hỏi thăm con, cái con không có trả lời lại, tại con không thấy quen biết á nên con phải trả lời lại. Kết bạn thì kết bạn vậy thôi à. Cái xong này tự nhiên đổi hình nền, kiểu như con nghĩ cũng cái duyên á cô. Cái đổi hình nền cái con thấy thì ra là ông nội này. Cái xong cái con mới nhắn tin lại, sao tự nhiên ông quỷ kết bạn với tôi á. Tại vì lúc đầu á quen á là con tưởng đâu lớn tuổi hơn con, cái xong nói sinh năm 90, cái xin chị em đâu chịu đâu cô. Cái thế là xin ông với tôi luôn. Tại vì con lớn ông tuổi. Dạ mà. Con lớn đúng không tuổi. Dạ. Sau khi kết bạn Zalo thì bao lâu tụi con gặp nhau ngoài đời? Dạ chắc khoảng tuần hơn tuần gì đó. Là hai đứa cũng nói chuyện liên tục. Mà thời gian đó vợ con đang làm công ty. Thì hay đi K2, K3, rồi xong rồi buổi tối làm K3 rảnh. Mà lúc đó con còn đang làm ban ngày thì làm, xong ban đêm cũng làm nữa. Nên cũng rảnh để đỡ buồn ngủ thì gọi video nói chuyện qua lại vậy đó. Nhìn cũng dễ thương, lù lù một xíu thôi, nhưng mà khúc nào ra khúc đó. có quay lại nói với thằng nhóc cháu chứ, ê mày, tao thấy chị này được nè, nhìn cái tướng này chắc mốt đẻ sai lắm nè. Như là chính vì cái điều đó. Dạ. Như là càng cái này là mãi sau này khi vợ con hỏi lại anh bữa đầu gặp em rồi anh nghĩ gì, cái nói thì anh nghĩ em đẻ sai rồi thôi. Sai trái. Dạ. Là nhưng mà cô hỏi con nè. Dạ. Ảnh á thì ảnh ngại anh dắt theo đệ tử. Còn con cái điều gì làm con tin tưởng ảnh mà con đi mình nên? Dạ tại vì về địa bàn của con mà cô. Con đâu có đi chỗ khác mà. Đó. Không sợ vậy. Dạ. Có ấn tượng lần đầu tiên gặp ảnh ngoài đời thì sao? Dạ con thấy ngạc nhiên luôn. Tại vì thấy trẻ quá, trẻ hơn con nhiều luôn. Mà thấy đẹp trai nữa, cái mồi này hơi chết thôi. Tại như là chết chứ chị. Dạ. Cái lúc đó con cũng khớp lắm, tại vì con nhìn thấy bề ngoài chững chạc phong độ mà đẹp trai quá. Mà bình thường thì con gặp những bạn khác á, kiểu như là trong công ty á, có mấy bạn nam đồ hoặc là những người lớn hơn con á, thì con nói chuyện bình thường lắm, không có rung, không có gì hết á. Tự nhiên gặp ổng cái xong cái con hay rung mà lúc đó con nói nhiều lắm. Rung mà nói chuyện mà tai cứ lạnh ngắt vậy đó. Thường người ta rung người ta ú ớ,
Đã ít nói, bọn em rung là nói nhiều. Nhưng mà nói tóm lại là hai đứa gặp nhau đều cảm mến nhau, đều đúng thích rồi. Nhau. Đều có ấn tượng tốt. Đúng bên rồi. Bên này là như là sai trái. Đúng rồi. Còn bên kia là đẹp trai, phong độ. Có nghĩa là ngay cái hôm đầu tiên là con xác định là đến với nhau rồi đó. Đúng dạ, rồi. Con thích nhưng mà con nghĩ là chắc cái anh này không có thích con đâu. Tại sao? Tại vì tính con hay tự ti á. Tại vì con nghĩ ôi mình chỉ làm công nhân thôi, người ta làm văn phòng dễ gì người ta chịu mình. Với lại con xấu nữa nên là nghĩ là chắc người ta không chịu đâu. Tại nghĩ chứ bạn bè thôi à. Dạ. Nhưng mà sau đó về nhà thì là ảnh là người chủ động nhắn tin và gọi cho con đúng không? Dạ, dạ. Đúng rồi. Sau đó là hai đứa nói chung là con khoan đã, con vui không? Và con có thấy rằng là con không nên tự ti với cái mối quan hệ này không? Dạ con vui chứ. Tại vì hả, nghĩ mình tệ vậy mà lại có người vậy mà thích mình, chịu gặp mình nữa. Lần cho ông bỏ luôn, ông bỏ chạy luôn chứ dễ gì đúng không? Dạ. Con nghĩ trong đầu dễ gì? Đúng không? Dạ. Rồi xong rồi, nhưng mà rồi con thì sao? Đó, sau khi con về. Đối với con thì cái vẻ bề ngoài á, cứ mà về khuôn mặt á thì nó cũng không nhất thiết phải quá đẹp. Mà lúc gặp vợ thì thời điểm đó thì thấy là vợ cũng xinh chứ không phải là đúng rồi quá xấu. Dạ. Tại tự vợ con tự ti dạ. thôi. Ừ. Cái thời điểm đó không có giống như bây giờ đâu cô. Ừ. Lúc đó ốm có 50 mấy ký à. Ừ. Mà khúc nào ra dạ. khúc đó. Đẹp đúng không? Mà nói chung là đẹp mà cứ là hợp nhãn, nói chung là hợp nhãn đó. Dạ. Đúng rồi. Thứ hai là cái cảm giác khi nói chuyện cảm thấy rất là hợp. Hai đứa nói chuyện với nhau là giống như là hết pin điện thoại thì thôi á. Là lúc nào cũng video call cho nhau. Cái chiều hôm trước thì gặp nhau, xong rồi bữa sau con từ tại về quê, xong là sẵn ghé thăm luôn. Về trên nhà thì gọi điện liên tục rồi đó. Cái bố mẹ cũng hỏi ủa nay mày có bồ hay sao mà thấy mày gọi điện liên tục. Cái cũng không nói gì, cũng cứ tủm tỉm vô trong phòng rồi cầm điện thoại gọi hoài. Cái xong rồi chiều bữa đó mới hai đứa mới gọi cho nhau hỏi chứ em ơi chiều mai anh chiều tờ, ngày mai anh xuống á, thì gặp nhau nha. Cái xong rồi vợ lúc đó mới nói chiều nay em bận rồi mẹ không cho vô nhà, mẹ không cho đi. Cái xong thiệt không? Dạ tại vì trời mưa với lại đó giờ con có đâu có dắt bạn về nhà đâu. Cái ai cũng nói sao lớn tuổi mà không chịu lấy chồng chứ con cười cười vậy thôi. Tại mà con cũng nghĩ con đâu có lấy chồng đâu. Nhưng mà lần này dạ. là có mối mà mối dạ. ngon nữa. Cái xong rồi cái xong lúc đó con mới nói giỡn là vậy không mẹ không cho ra ngoài á, thì thôi giờ anh vô nhà luôn được không? Cái nói tự nhiên nó đột xuất vậy. Cái xong vợ kêu thiệt hả? Cái rồi cái xong rồi cái vô luôn. Vô luôn mới gặp mẹ. Dạ gặp phụ huynh luôn, đó là gặp phụ huynh luôn. Gặp mẹ sao? Dạ thì gặp thì mẹ có mời cơm. Vô ăn cơm với cả nhà rồi ngồi ăn cơm xong thì con cũng về, thì lúc đó cũng coi như bạn bè bình thường, chưa có gì hết á. Nhưng mà lúc con về rồi mẹ mẹ cũng mừng vui lắm á, tại vì nhiều người có hỏi là tại vì lớn rồi mà sao không hay có gia đình á. Dạ cái xong cái lúc đó là đi ca ba mà nghe ông này vô thì lạc đặt dọn dẹp nhà cửa. Cái mẹ nói tao đi ca ba thấy mày đi ca ba mà dọn dẹp nhà cửa là tao nghi rồi. Sao cái mẹ cũng mừng cũng vui, mẹ cứ cười tủm tỉm vậy á. Dạ. Rồi tiếp tục chuyện tình. Cái chuyện ấn định cái việc tiến tới của hai vợ chồng con là nó có hai việc. Việc đầu tiên là cái chuyến đi sau khi gặp bữa đó về là hai đứa vẫn cứ nói chuyện qua lại rất là nhiều. Sau đó có một cái chuyến đi Bảo Lộc từ thiện đi ở chùa là công ty con tổ chức, thì con mới rủ cô này đi. Thì cô này nói là hả em đi để em về xin nghỉ là thứ nhất, thứ hai là xin mẹ, mẹ không cho đi qua đêm đâu. Cái với lại bây giờ em cũng không có tiền để đi. Cái con mới lúc đó giống như kiểu sung lên rồi. Nói thôi anh lên, anh lên anh xin ba mẹ cho. Anh lên tận nơi anh xin phụ huynh cho đàng hoàng tử tế chứ không phải để em xin. Rồi chi phí đi anh lo hết. Với lại nhắn thêm với cô này một câu là đợt này anh đi anh mời bố theo nữa, nếu mà bố ưng á là xong phim em luôn á. Ủa là bố mời bố e con hay là bố? Dạ, bố của con. Dạ. Hai bố con đi cùng. Đó. Dạ. Cái xong rồi là chuyến nó đi. Đi thì nói chung là đi bữa đó, chuyến đó đi cũng rất là vui, đặc biệt là ý nghĩa hai đứa có thể tham gia cái chương trình, cái chuyến từ thiện đó. Thì có cảm nhận về nhau, về cái nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cách ứng xử với cộng đồng á. Như bố thì sao, bố có ưng? Dạ bố thì cũng rất là vui, tại vì bố con thì cái tính cũng vui vẻ, cũng cởi mở và mong muốn có một người con dâu là cái tính tình lúc nào cũng thoải mái, hay nói. Nói chung là cái tính người Bắc gọi là đon đả đó. Thì bố chịu. Dạ bố ưng. Thì bố dạ. thì cũng ưng, bố cũng vui vẻ, bố không có gì hết. Nhưng mà đó là cái chuyến đi xa lần đầu tiên của dạ. hai đứa. Dạ. Nhưng mà kẹt cái là có phụ huynh đi theo. Dạ nhưng thực sự ra là bữa đó cũng đi vô chùa không à. Cũng không, chủ yếu cái mục đích đi của chuyến đó là
là để làm từ thiện và hai đứa nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cái nhận diện ra nhau đó. Dạ. Rồi coi lần sau có chuyến đi nào đi riêng không mà của hai đứa. Dạ. Rồi cái nụ hôn đầu tiên đó, cái nụ hôn đầu tiên nó xuất hiện là trong cái chuyến nào? Dạ, dạ chuyến đó luôn ạ. Là cái chuyến đi từ thiện đó đúng không? Dạ. Là lén lén đợi bố ngủ xong rồi lén lén hôn. Dạ, không, dạ không. Trong chùa không dám làm gì hết. Tức là trong chùa thì hai đứa vẫn nói chung là như hai người bạn bình thường. Không, có thể là lén lén sau, đi thoát sau khỏi đó, chùa. Dạ, sau đó khi đi về rồi á, khi đi về thì con mới chở cô này từ từ chỗ gửi xe về về nhà. Sau khi về thì nó mà rước rồi trả về đúng nơi đó ban đầu xong rồi đưa về nhà. Rồi lúc mà cô này ra tiễn thì hai đứa mới chọn dạ, cái gốc cây đầu đường bắt đầu dạ. Cướp răng nhau dạ. Tại sao cái nụ hôn đầu tiên của cuộc đời con đúng không? Dạ con hồi hộp, tim đập nhanh dạ, lạnh người Trời ơi, mới hung mà con giống như con bị tuột huyết áp vậy. Thì cái lần đầu chuyện ấy thì lúc ấy con có xỉu không? Dạ không, con mới xỉu. Tại vì con quen, cứ hung lần đầu là con dậy chứ mà bắt nhịp vô cái là con quen liền. Quen liền, rồi bây giờ nè, sau đó dạ. Rồi có cái chuyến đi xa nào rồi mấy đứa coi như là vượt quá giới hạn không? Dạ, sau đó thì không đi xa nhưng ở gần cũng vượt quá giới hạn luôn. Ở gần cũng vượt luôn. Đâu kể cho nghe coi cái chuyến đằng sau. Cái chuyến đầu tiên vượt quá giới hạn của vợ chồng con là bữa đó là lúc con vẫn còn dưới Long An đang làm gì đó. Thì ở dưới đó thì buồn buồn nó rủ vợ xuống chơi. Thì lúc đó hai đứa thì chưa đi quá giới hạn lần nào. Bữa đó thì hai đứa đi club, trong lúc nó không phải lúc nhưng nó giống một quán cà phê nhưng mà mở nhạc DJ vậy đó. Sau đó thì vợ con mới thấy cái bàn bên người ta uống cái trong bâu mà cái loại chai trong bâu úp ngược á. Cái vợ con mới hiếu kỳ hỏi anh ơi cái đó uống có được không. Cái con mới nói được cái sao không thử đi anh uống hoài à. Bữa đó kêu bữa nay chắc vợ uống này chắc xỉn quá, cái mừng mừng trong bụng rồi. Cái xong rồi cô này mới uống hết một chai, con cũng uống một chai. Sau đó thì về cái cô này mới nó về tới phòng. Mấy lần trước thì bình thường rồi này, cái tự nhiên kêu anh em nóng quá. Cái rồi nóng quá rồi bữa đó không mặc đồ luôn. Cái rồi làm, nhưng mà cuối cùng về con mới biết là không phải là cô này bị xỉn. Say nhưng mà là say tình. Đó. Đúng không? Chú say bia. Chú một chai bia úp ngược thì làm gì xỉn đúng không? Đó. Rồi và sao rồi đó? Hôm đó có bị lỡ kế hoạch không? Dạ không, bữa đó dạ. Chưa bị lỡ cái mặt. Cái đó là về vợ con có nói với con một câu là em nói cho anh biết, tức là sau này cưới mới nói, em nói cho anh biết hồi đó anh đừng tưởng anh là gà nha, thực ra anh chỉ là thóc thôi. Tôi mới là gà. Em muốn nuốt, hồi nào muốn nuốt. Cái xong lúc đó con chỉ trả lời một câu thôi, phận trai 12 bến nước biết làm sao bây giờ. Trao cho em luôn đó. Thôi bao lâu thì bà mai đứa mới đám cưới? Kể từ dạ. Buổi tối đêm mấy? Dạ cuối 30 tháng 4. Dạ thì dạ. Sau bữa đó thì có một cái một lần quyết định nữa là gia đình con mà có một cái đám cưới thì con mới quyết định là mời qua nhà để xin phép ba mẹ với gia đình bên vợ là mời cô này đi chung đến đám cưới của một đứa em họ. Thì tới đó thì con cũng mạnh dạn giới thiệu với tất cả mọi người là đây là bạn gái của con để giới thiệu đàng hoàng với bên gia đình của mình để mọi người cùng biết. Nói chung là công khai để mọi người được biết. Thì sau đó về thì hai đứa gia đình ân liền đúng không? Dạ, hai đứa tính toán đến chuyện quen nhau và tính cái chuyện cưới nhau. Dạ. Rồi có kế hoạch là sẽ để sang năm rồi cưới. Nhưng mà cuối cùng vỡ kế hoạch. Dạ không, kế hoạch thì vẫn theo kế hoạch. Còn cái chuyện có em bé thì nó cũng là theo kế hoạch luôn. Dạ. Tức là đã xác định cưới vào cái dịp đó. Sau đó thì hai chồng nói là quyết định thả để tại vì cũng xác định là cũng tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Thì thả để dính thì được, không dính thì từ từ cũng phải thả thôi. Nên là đã xác định ngày cưới rồi và đi đăng ký kết hôn xong xuôi rồi. Và thả luôn. Dạ, thả luôn. Như vậy thả là luôn. Sau ngày cưới là như là mới có bầu hay là trước ngày cưới luôn. Trước ngày cưới là. Nhưng mà tại vì xác định luôn là thả luôn. Tại vì tuổi lớn rồi cho nên là cứ việc thả có cũng được mà. Dạ. Không có là tính tiếp. Dạ. Đó, ý nhưng mà là khi mà phát hiện có bầu thì là hai vợ chồng vui không?
Dạ vui, vui chứ. Đã xác định rồi đúng không? Vui chứ, bởi vì nghĩ là mình lớn tuổi rồi. Ừ. Mình cần phải nghĩa là bây giờ cứ thả thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Thì cũng suôn sẻ quá. Như lại có cái lý do nào nữa không? Ngoài tuổi tác. Dạ. Dạ tại vì mẹ con thì kiểu như là cũng ngại về mấy cái chuyện mà bầu trước cưới á. Dạ. Nên là khi mà con có bầu á, cái con cũng nói với mẹ. Cái mẹ nói là sao không để lên tới ngày cưới rồi hả ấy. Dạ. Cái con mới nói là kiểu như tuổi con cũng lớn rồi á, với lại mà mình có bầu với chồng mình chứ đâu phải có người khác đâu mẹ lo. Ừ. Cái mẹ cũng xui xui theo. Ừ. Chứ mẹ con cũng lo là sợ là bầu trước rồi sợ bên đàn trai kiểu như là không cho đi vô bằng cửa chính á. Ừ. Dạ kiểu vậy. Ờ. Ừ. À, rồi có nghĩa là tụi con, cái tình yêu của tụi con nó suôn sẻ từ những cái ngày đầu cho đến lúc cưới luôn. Dạ. Có gây lộn, có kiểu như có lúc nào mà giận hờn mà đòi chia tay chia chân gì không? Dạ có giận hờn, nhưng mà chia tay thì chắc là không có. Ừ. Nhưng mà giận hờn thì chỉ nói cái kiểu câu như mà được thì được, không được thì thôi, chứ không có nói là chia tay đi hay gì hết. Ừ. Thì có lần đó là bữa đó là mùng 3 Tết thì hai chồng có gặp nhau, xong rồi tới mùng 4 là có giận nhau. Sau khi giận nhau thì cũng vì những lý do đơn giản thôi, là tại vì không hiểu nhau thôi, những cái thói quen sống rất là nhỏ rồi. Sau đó hai chồng giận nhau, cái xong rồi chừng khoảng được chưa đầy ngày đó thì làm hòa. Cái vợ con mới nói là hả, chia cái đợt này em tưởng là chia tay anh rồi, sao em lo ghê, không biết là lỡ mà sau này có chuyện lớn hơn thì sao. Cái lúc đó con mới nói là thôi, đằng nào cũng vậy thì thôi, giờ mình, anh cũng sợ là hai đứa mình xa lắm, xa nhau lắm. Thôi giờ tính toán là chuyện tới khoảng 2-3 tuần đó mình cũng đi bỏ rượu rồi. Ừ. Thì thôi mình thả luôn, là vì cái lý do đó nên hai vợ chồng mới tính cái chuyện là thả có con luôn. Thả con luôn. Dạ. Rồi. Đó là một cái dấu mốc là hai vợ chồng suy nghĩ là để gắn kết hơn. Là biết trước luôn đó. Dạ. Như là biết trước đó luôn. Dạ, nhưng mà có nhớ được cái thời điểm nào mà coi như là mình dính luôn không? Dạ có. Sau này con mới điều tra ra là cái thời điểm nào dính. Đó. Nhưng mà cái thời điểm mà bữa đó là hai vợ chồng đi chọn nhẫn cưới. Ừ. Dạ con đi chọn nhẫn cưới xong rồi. Hồi đó lén mẹ chứ đâu có cưới đâu, đi nhà nghỉ là lén mẹ không á. Cứ đi thử nhẫn cưới về cái buổi trưa chắc 11 giờ mấy á. Cái nắng quá, cái nói vợ chứ em ơi nắng quá đi chỗ nào mình làm tí đi. cái câu chuyện là tới bây giờ con nhớ còn mắc cười là hai chồng đi vô trong nhà nghỉ đó, cái sợ là quá giờ về mẹ biết mẹ la. Cái nói vợ chứ mình đi một tiếng thôi nha em, đúng một tiếng thôi nha. Cái xong con nhớ là chui vô nhà nghỉ trong cái hẻm, trong tút trong sâu á, bà chủ bà nói 1 tiếng 60 nha con. Cái nhà nghỉ nó nhỏ, nhà cấp 4 nhỏ xíu à. Ừ. Cái xong rồi chui trong nó, cái xong trả tiền trước luôn. Ừ. Bà lấy tiền trước luôn, kêu con ở 1 tiếng thôi cô ơi. Ừ. Cái xong hai chồng mần xong xuôi hết rồi, mệt quá nằm ngủ. Trời ơi, đang ngủ quá trời ngủ, tự nhiên cái mê man cái bà đập cửa đúng. Ê, hết giờ. Lần đầu tiên trong đời mà thấy đi nhà nghỉ mà người ta đuổi ra vì hết giờ. Ai biểu trả tiền trước thì không? Trả tiền trước đúng cho giờ. Phải đi về thôi để người ta còn tiếp khách khác rồi, đúng giờ là lên đường đó. Cái xong rồi sau này khi mà về con rà lại con tính mới toán lại. Dạ, mình biết là cái thời điểm đó là có bầu. Cái con mới nói vợ con là rồi đúng rồi. Bữa đó chắc bà chủ bà đập cửa dữ quá, vợ sợ quá và rụng trứng cái đẻ luôn. Dễ thương. Lý do chính đáng. Lý do chính đáng một. Mất hồn rụng trứng rớt bẹp. Rồi. Trời ơi này vui quá. Ừ. Thôi bây giờ vô cái chuyện mà bây giờ tới cái vụ này nè, cái này mới đúng là cái format. Phần dạ. Mà chắc có lẽ là chắc con khoái lắm đó. Cái phần mà khui cái tật xấu của bạn ấy đó, đúng không? Đúng không? Con coi chương trình này nhiều mà. Dạ đúng không? Con coi, con thích chương trình này. Dạ. Con thích chỗ này không? Dạ. Con thích cái đoạn này không? Dạ thích. Đó. Bây giờ con khui trước đi. Nhường con nói trước đó. Chồng con là chỉ có đói bụng á thì quạo thôi, quạo nhìn mặt đói nghiêm lắm. Dạ. Xấu đói. Dạ, xấu đói, tính xấu. Ảnh cũng biết ảnh tính là cái nó xấu đói á, nhưng mà thì con cố gắng không làm cho anh đói là anh không quạo. Như ví dụ như bây giờ con đang quay nè, là con đói hay là con chưa đói? Dạ vợ con biết con đói, nãy vợ con có quốc trong hộp cơm rồi. Chồng giờ nó lên bởi vì nó vui đó chị. Nó vui đó chứ không mà cái giờ này vui quá trời, giờ mà nó bạo lắm á. Nổi rồi rồi xấu tính đói nè. Dạ. Rồi gì nữa?
Dạ, với lại kiểu là gấp tính ảnh thẳng thắn á, ảnh gấp ý thẳng quá, là ví dụ như là về nhà mẹ con chơi cái con mà làm chậm gì kiểu như là con hay quên gì cái ảnh nhắc là ảnh có mặt mẹ đó, ảnh nhắc luôn là ảnh không hài lòng gì thì ảnh nhắc luôn có mặt mẹ đó. Cái con mới nói với ảnh là có gì thì về hai chồng nói nhau, tính con không thích là gây lộn hay là cho người khác biết gì hết á, là kiểu như vợ chồng về không thích gì không được gì á thì nói nhau biết hiểu nhau chứ không có trước mặt người khác mà góp vậy. Dạ, con không thích cái đó thôi. Dạ. Có nghĩa là nói trước mặt mẹ. Dạ, về nói những trước cái tính của vợ. Nói trước mặt người khác. Dạ. Nó nói chung là như vậy. Dạ. Đúng không? Dạ. Gọi gì nè? Dạ vậy thôi à. Có đào hoa không? Dạ đào hoa. Dạ đào hoa. Có ghẹo gái không? Dạ cũng có ghẹo nhưng mà mấy cái đó con không có ấy. Không sao đúng không? Dạ. Mà có bao giờ mà ghẹo gái trước mặt vợ không? Dạ có hồi trong mùa dịch á, cái ảnh cũng lên trên mạng á, kết bạn với mấy bé kia kìa. Cái xong cái mấy bé kia gọi lại, ảnh đang nằm với con, cái ảnh cũng kể cho con nghe. Ảnh cũng nói cái bé đó gọi tới, ảnh cũng bắt máy có mặt con đó luôn. Cái xong cái bé nó gọi máy ảnh, cái ảnh nói alo, cái bé nói anh đang làm gì vậy, cái ảnh nói là anh đang nằm. Cái bé hỏi nằm với ai, cái nó nằm với vợ, cái nhỏ nó ách đù xong tắt máy luôn, còn chưa kịp nói gì hai vợ chồng cứ cười vậy. Nghĩa hả? Dạ, nói chung là cái đó thì không phải là cái gì gọi lén lút mà gọi là vui thôi, hai chồng thì cũng sàm sàm vậy chứ không tánh con hay sàm. Ông ghẹo người ta nhiều khi chúng với những đứa bé nó mới lớn dạ. Ghẹo vậy rồi tội nghiệp nó tổn thương. Hồi đó thôi chứ tới bây giờ thì sau khi mà vợ bầu đứa thứ hai rồi thì vợ cũng hay nhạy cảm á, nên là con cũng không có bao giờ đùa giỡn kiểu đó nên thôi bỏ đi dạ. Bỏ đi không vui, nó cũng không có gì là hay ho nên không dạ. Hay dạ. Đúng rồi hay á dạ. Rồi vậy là con mong chồng con thay đổi những điều gì trong những điều con mới kể? Dạ, chỉ cần ảnh là kiểu như góp ý con thì góp riêng cho mình con thôi. Dạ. Còn đói thì con khắc phục được, đừng để ảnh đói là ảnh sẽ không bỏ. Đó khắc phục đó dạ. hay rồi bây giờ tới con đó xô. Dạ con thì vợ con chỉ có tật duy nhất là mà con cảm thấy là con hay khó chịu thôi, là chậm chạp và ngủ bất chấp. Tức là vợ con có thể ngủ bất chấp hoàn cảnh, bất chấp thời tiết, bất chấp ở lúc đâu nào luôn. Buông ra cái ngủ. Dạ buông ra là cái ngủ được ngay. Và ngủ rất là mê ngủ luôn. Ngủ nhiều khi mà tự làm chày mình luôn cũng không biết nữa. Tức là ngủ rất mê ngủ luôn. Vợ con thì có cái tật đó là, tức là con đi đâu xa thì hay nhắn với con là anh đi tới nơi nhớ nhắn về cho em nha, hoặc gọi cho em nha để em đỡ lo. Cái xong rồi con đi tới nơi rồi con nhắn lại cái em ơi anh tới rồi. Cái xong rồi vợ ngủ mất tiêu, sáng mới dậy đọc tin nhắn. Nhiều lúc con lúc thời gian lúc đầu á con mới suy nghĩ trong đầu thôi. Rồi cô này đâu có yêu mình đâu, nói lo cho mình để đỡ lo mà ngủ tới sáng, cái đâu có lo đâu có suy nghĩ gì đâu. Ảnh hay nghĩ vậy á cô, kiểu như là anh nghĩ là lúc đầu mới quen nhau giận hờn linh tinh là mấy cái chuyện đó, anh cứ nghĩ là con không yêu ảnh, là không quan tâm á. Dạ. Nhưng mà tại vì con thời gian con làm ca kíp nên là con phải cần ngủ á. Ngủ để vô đúng việc rồi. Làm để nó tỉnh táo. Mà con nói là yêu thương là hành động, với lại do ảnh cảm nhận là ảnh biết, chứ đâu phải là đã thức rồi nhắn tin ảnh mới biết là con thương ảnh đâu. Bởi nghĩ vậy nghĩ quan cho con. Tại vợ con này tính vô tư quá. Vô tư đó. Vô tư và không có cầu kỳ trong cái vấn đề mà giống như là phải như này phải như kia để cho lãng mạn á. Vợ con thì không như vậy. Nhưng mà con thì có một chút gọi là phải quan tâm kỹ một chút và hơi cầu kỳ, hơi lãng mạn một chút. Thì cái yêu cầu suy nghĩ nó hơi kỹ một xíu chứ không có sơ sài được. Ví dụ như con đi tới nơi thì con luôn luôn là em ơi anh tới rồi, hay là giờ này anh làm cái gì đó, hay là hay gọi video cho vợ để nói cho vợ biết là mình đang làm cái gì, đang ở đâu, hay là đi đâu tới trễ quá không về thì sẽ nói với vợ trước để đừng chờ cơm, hay là nếu mà trễ qua cái giờ đó sẽ gọi lại cho vợ. Ví dụ như hẹn là 10 giờ anh về mà 10 giờ chưa về được thì sẽ nhắn lại cho vợ. Con mong chúc mừng hai vợ chồng nghe. Dạ. Rồi chú cũng chúc cho con hai mẹ con mẹ tròn con vuông. Dạ. Sắp tới ngày khai hoa nở nhụy rồi, đúng không? Và bé này là sinh năm mèo nữa, mèo vàng nữa. Dạ. Rồi chúc cho hai vợ chồng luôn hạnh phúc và cùng nhau nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, lúc nào cũng yêu thương ha. Dạ.